Bởi mà mình đóng cái đó đâu có trả tiền cho mình đâu. Phải ráng quen chứ không thôi bị la. Thật xấu hả? Bài bộn không cô? Chung là... Có biết mặt bé nó ra sao không cô? Thì bây giờ nhiều quá đâu biết đứa nào. Trời ơi. Mà mỗi lần nói tới cái này là sao ngộ ha. Chọc. Mỗi lần đến là... Chọc tách là mình bị la nữa. Thanh Thủy và Bảo Lâm xin kính chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Và chương trình được phát sóng trên kênh HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng Ala đã đồng hành cùng chương trình vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản. Thì ngày hôm nay khách mời chúng ta là hai người Thái. Mẹ là Thái Lan, con là Thái Ngân. Dạ xin mời gia đình mình. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Chào em. Dạ mời cả nhà ngồi. Xin kính chào hai MC rất là dễ thương và tất cả khán giả đang xem đài màn ảnh nhỏ. Dạ. Thì mình tên đầy đủ là Nguyễn Thái Lan. Dạ. Năm nay 58 tuổi, nghề nghiệp thì buôn bán tự do. Dạ, hiện tại mình đang sinh sống đâu cô? Hiện tại thì mình đang sinh sống ở tại quận Tân Phú. À, là ở thành phố mình. Dạ, em trai. Dạ, em thì, khán giả cũng biết em rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ em thấy giới thiệu đôi nét về bản thân mình không? Dạ, em xin gửi lời chào đến cô Thanh Thủy, anh Lê Dương Bảo Lâm và cũng như là tất cả quý khán giả đang xem đài. Thì em tên là Phạm Đình Thái Ngân. Phạm Đình Thái Ngân. Dạ, hiện em đang cũng là một cái lĩnh vực tự do giống như mẹ em là ca sĩ tự do. Ủa mẹ em làm ca sĩ luôn hả? Dạ không, ý là mẹ em nói là buôn bán tự do. À. Con em là anh là ca sĩ tự do. Dạ. Rồi sao mới đây có thành tích gì phê ai khán giả được không? Dạ, gần đây nhất thì em được tham gia vào việc lồng tiếng và cũng như là hát nhạc phim của bộ phim Mắt Biếc. Em hát bài từ đó đúng không? Dạ. Mẹ nghe chưa? Lồng tiếng. Lồng tiếng, em lồng tiếng vai gì cưng? Dạ vai của anh Ngạn. Của anh Ngạn. À, diễn viên lồng tiếng. Diễn viên lồng tiếng. Rồi lại ca sĩ. Ca sĩ nhạc sĩ luôn. Đánh đờn được luôn. Có nhạc sĩ không em? Dạ có. Nhạc sĩ đánh đờn được luôn. Bao nhiêu tinh hoa tinh tú là hội tụ vô đó. Là gia đình có ai theo nghệ thuật không cô? Dạ có, nói chung là nhiễm từ mẹ đó. Mẹ hả? Là hồi xưa là ngày xưa. Cô... xuất thân là thật sự là mình xuất thân từ cải lương. Dạ. Trời ơi sẵn hát con nghe một câu đi cô. Rồi cải sau này mới là chuyển qua tân nhạc. Dạ, dạ. Mình hát câu cải lương đi cô. Mình vô giọng cổ vô liền. Dạ. Vô cho thấy chất giọng là được rồi. Ngày xưa anh nói với em khi tụi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Hay quá. Con máu từ mẹ là nên vợ nên chồng xong rồi cái sinh ra bé Ngân luôn. Của cô ngày xưa có bầu bé Ngân là khó khăn không cô? À, nói chung là bây giờ nếu mà ra đây rồi là cứ nói thật vậy thôi phải dạ, không? Dạ đúng rồi, nói thật chia sẻ có sao nói vậy. Bây giờ mình cũng nói thật với cho quý vị khán giả biết về cái đứa con này luôn. Dạ đứa con này sao cô? Nghe nguy hiểm. Thật ra là cái này có nói với con rồi chứ không thôi mà bây giờ mà nói ra là coi như bí mật lâu nay là bị bể nhưng mà thật sự cũng có nói sơ rồi. Sao cô? Là hồi xưa là mang thai là ngoài ý muốn. Mang thai là ngoài ý muốn. Trời ơi. Không muốn mà vẫn dính. Thì bởi vậy. Đứa đó đầu tiên không đầu hả? Tiên là có một người một dạ. Anh trai, một chị gái rồi. Dạ. Thì mình nghĩ là trai gái có đủ rồi thì thôi sanh chi nữa. Dỡ kế hoạch. Đó, cái tự nhiên dỡ kế hoạch. Có ảnh. Trời ơi. Xong rồi, nói chung là lúc đó là nó thiệt á, 10 phần là hết 9 phần là tính bỏ rồi. Trời dạ. Ơi. Tại vì lúc đó hoàn cảnh khó khăn lắm. Dạ. Khó khăn lắm, mình phải đi mướn nhà bán quán này kia. Nghĩ là bây giờ sanh ra nữa rồi không biết làm sao nuôi. Rồi nói thật là bây giờ đã nói lỡ nói thật thì thôi nói luôn. Dạ. Có cái gì con chưa là biết cũng nữa hả? Có 2 lần đi lên Từ Vũ. Bỏ rồi. À, tính đi lên bỏ. Mà lên chưa cô đó lên chưa hay định thôi. Lên rồi, lên đứng tới cái cửa rồi nhưng mà không có vô. Suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại cái đi về. Mẹ ngăn chồng kêu mẹ ơi mẹ ơi. Là tiếng nói nội tâm đúng không? Cái là đi về. Đi về. Đi về xong cái 2 ngày sau ngồi suy nghĩ lên nữa. Nói thôi, lần này quyết định đi. Nhưng mà thật ra đi là giấu. Tại vì nếu mà nói cho ba Thái Ngân biết là ổng không bao giờ chịu. Đúng rồi. Lần thứ 2 đi lên. Đi lên xong cũng cứ đứng chần chừ vậy đó. Lại là tiếng nói mẹ ơi. Rồi về tiếp. Rồi lại đi về. Cô đi mình hay cô đi với ai? Đi mình à, tại cái này bí mật mà. Đâu có dám kêu ai đi theo đâu. Cái lúc mà chuẩn bị đi về là quyết định thôi.
không có bỏ nữa, thôi để đi, kệ đi, tới đâu tới. Bởi vì cái lúc cái tâm trạng mình như vậy cho nên khi mang bầu Ngân á, thì với lại cộng với hoàn cảnh khó khăn á, cho nên cái ăn uống của mình nó cũng không có được đủ chất. Cho nên khi sanh bé ra có 2,3 kg thôi. 2,3 kg. Người nhăn nheo không rồi, nhưng mà được cái là khi đầy tháng á thì lên tới 4 kg hơn. 4 kg. Không biết sao tự nhiên giống như hình như ra gió đó. Nở nó nở rồi sao? Nó bú sữa mẹ, sữa mẹ với sữa ngoài luôn. Khi mà nuôi con nó có khó khăn cực khổ gì không cô? Nói chung là khó khăn lắm. Khi mà Ngân lên 5 tuổi thì hai vợ chồng chia tay. Ủa vậy giờ? Lúc Ngân học lớp 2 là ở với mẹ luôn tới bây giờ. Tuổi thơ của Ngân có gì kỷ niệm không cô? Hay là cái gì mà ấn tượng đó bây giờ cô không quên không? À cái lúc cái bệnh điện á hả? Bị gì cô điện giật hả cô? Nói chung là tại lúc đó nhà bán quán á. Dạ. Rồi nó có nguyên, tại vì phòng mới lạnh nhiều cho nên mình làm cái bệnh điện cũng bự lắm. Thì lúc đó ảnh đi lững tững, lúc đó ảnh dựa cái tay vô cái bình điện vậy. Rồi sao? Cái thấy nó bốc khói. Bốc khói. Trời ơi. Nó cháy á. Thiêu luôn. À cái xong rồi, nhưng mà cái mình cả bao nhiêu người mới xóm lên mới lại cúp cái cầu dao. Dạ. Cúp cái cầu dao xong rồi mới bế ảnh ra, thì bây giờ vẫn còn cái thẹo. Vẫn còn thẹo luôn. Nhưng mà bây giờ cũng mờ bớt rồi đó, hồi đó đậm lắm rồi. Là lúc đó đi cấp cứu gì không hay là khét vậy là xong rồi? Thì quảng hồn thì ẩm đi. Ẩm đi. Đó cái thẹo còn bự. Rồi có sao không cô? Nhưng mà cuối cùng thì nó chỉ cháy khúc đó, thì vô đó người ta mới sơ cứu, người ta bỏng. Cái khúc này là em nhớ nè. Yeah. Có nghĩa là đang ngồi chơi. Em đang ngồi kiểu con nít mà ngồi chơi bi hay chơi gì em không nhớ, nhưng mà có nghĩa là đang ngồi cái lực dựa cái tay qua. Xong nghe cái xèo, cái kéo ra mà anh tưởng tượng phim kinh dị à. Dính thật hả? Trời ơi. Dính. Rồi con tự kéo hả? Tự kéo nữa hả con? Ở nhà thì con nít đâu có biết dao. Đâu thì mà khi mà điện giật nó ảnh hưởng thần kinh của em không? Dạ. Không, cái đó là nó không phải điện giật mà nó là bị nóng. Bị nóng hả? À bị nóng hả? Không thì đâu ngồi đây. Đúng rồi, điện giật chắc giờ bị tẻn rồi. Hên nha em nha. Có một cái không biết là má có nhớ hay không, có một cái lần là tại vì nhà ngay đường rầy xe lửa, người ta gọi là giải tỏa để mà về, người ta bắt đầu xây thì có một cái nhà nó xây chậm nhất, đó là như là con đi học về ngay cái lúc mà má đi chợ đi ngang qua cái nhà xây, thì anh biết mà cái giàn giáo rớt xuống hả? nó rớt từ trên đó xuống mà em vừa bước một bước vậy nè là cái chân của nó quẹt vô cái lưng của em. Mà em đi chậm một xíu là giờ em tưởng tượng giống như anh nói. Ghê hả? Quyết định sống. Quyết định sống. Trải qua biết bao gian nan. Quyết sống. Một mình nuôi ba đứa con á, cái nỗi khổ khủng khiếp nhất mà cô nhớ là gì cô? Kinh tế hay là một mình vừa làm mẹ vừa làm cha, cái nào là nó là gánh nặng của cô nhất? Thì cái gánh nặng vẫn là cơm áo gạo tiền thôi. Dạ. Thì hồi đó nhà thì mình có nhà rồi, không có phải ở nhà mướn thì cũng đỡ. Nói chung là vẫn cố gắng lo cho học tới cao đẳng. Rồi chị thì học tới lớp 12, chứ có anh lớn là học tới lớp 6, lớp 7 không chịu học nữa thôi. Dạ. Thì mình nghĩ là cái khả năng mình làm được tới đó là mình thấy mình cũng thôi, cũng được rồi. Dạ, là ngày xưa cô đi hát đúng không? Thì lúc đó là vẫn đi buôn bán, nhưng mà chỉ đi hát xô tối, ví dụ thỉnh thoảng ai đi hát đám cưới hay cái gì thì có đi. Dạ. Vậy đó. Tức là lúc đó là đã chuyển qua ca nhạc rồi. Ca nhạc rồi, rồi không có còn hát cải lương nữa. Rồi lúc đó đi hát ai giữ nhà, giữ ba đứa con? Thì lúc đó là mấy đứa cũng lớn với nhau tự giữ rồi. Bao nhiêu lâu thì Ngân cảm thấy là mình có năng khiếu ca hát Ngân về nghệ thuật? Đối với mọi người thì người ta là từ nhỏ, năng khiếu từ nhỏ. Nhưng mà đối với em thì cái việc ca hát nó đến rất là chậm. Cho tới năm cuối lớp 9 và qua lớp 10 thì em mới bắt đầu là chớm nợ về cái việc không có sớm đâu em. Anh học 12, học 3 năm kế toán xong anh mới biết, anh biết hết diễn em. Nó cũng sớm đó, anh nghĩ đây là sớm đó. Đây là sớm hả? Vâng. Lên cấp 2 á, có nghĩa là nguyên đám hay đi karaoke. Mà tụi nó hát bự thiệt bự, mình mới dám cầm cái mic lên. Rung rung hả? Mà nó thấy mình hát là nó bỏ mic ra. Ừ. Thế xong mình cũng bỏ luôn, có nghĩa là em không có dám hát, mà không có biết là mình hát hay là từ năm lớp 10 trở đi mới bắt đầu có cái ký ức về việc mà mình hát như thế nào. Rồi có thi cử gì không? Có thi cử gì không? Mình nói thêm cái này chút xíu không? Tại vì con nhỏ con không biết, chứ cái lúc mà năm tuổi đó là mình mở karaoke ra cái bài mình còn nhớ, bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa đó. Dạ. Thì mình đưa cho ảnh mà không hiểu sao ảnh ngồi ảnh hát y chang luôn. Hát bài gì khó vậy? Hồi xưa mình có thâu cassette đó, mà giờ rất tiếc là cái cassette đó giờ bỏ đâu rồi, mình thâu lại luôn. Mà ai nghe, ai tính nổi ba nó, ủa sao mà hát
đúng nhịp đúng tông luôn, mà lúc đó mới 5 tuổi à, là mình đã nghĩ trong đầu rồi, trời ơi, chắc anh này có khi nào ảnh có khiếu hát không ta. Cái bản đánh đó mình tự nghĩ. Em rồi em có tham gia cuộc thi gì không, mà có giải gì không? Từ năm lớp 9 là mơ là làm kiến trúc sư, tại nhỏ là vẽ rất là nhiều. Xong rồi lên lớp 10 cái bắt đầu mới hát hò, cái là mới bắt đầu mông lung là mình không biết là mình có nên đi hát hay là mình nên theo cái hồi đó mình ước mơ là kiến trúc sư đi. Nghĩ là thôi, gia đình cũng khó khăn, không có tiền bạc, không có mối quan hệ, không có gì hết. Ngoại hình thì cũng có thấp tỉnh, rồi hát thì cũng chưa có thật sự là xuất sắc nữa. Cho nên là lúc đó là quyết định là học qua khối toán lý vẽ, có nghĩa là thi kiến trúc sư luôn. Nhưng mà rất may là rớt. May là rớt. Rất may là nó rớt. Rồi má em là người mừng nhất. Dạ sao cô, sao mừng cô? Tại vì cái ngành đó mấy sinh viên nó đứng ngoài nó tư vấn á, nó nói cô ơi vô cái ngành này học tốn tiền lắm đó nha. Trời ơi. Mà mình cái mình nghĩ trong bụng, ôi nếu mà đậu rồi chắc cũng đâu có tiền học đâu. Thành ra mình cứ nghĩ trong bụng nhưng mà vẫn mong cho đậu. Cô ngành đó giờ có thi hát hò được nhiều không cô? Rồi có đậu không cô? Nói chung là lúc đó là thích hát rồi, hồi đó là có tiếng ca học đường. Dạ. Rồi năm nào cũng đi thi. Rồi mà lần nào mình cũng tò đi theo ảnh. Rồi sao cô? Ba lần. Rớt hết. Tới cái vòng đầu lên. Rồi gửi xe là rớt rồi. Vòng gửi xe. Rớt từ vòng gửi xe hả Ngân? Dạ, nhớ hoài luôn á. Có nghĩa vì là sao? Lúc đó là phải ra tiệm net mới có mạng. Mà thường là sẽ thông báo ở trên mạng. Cứ mỗi lần thi xong á là người ta sẽ hẹn tới cái ngày đó. Và nguyên một ngày đó mình ngồi ở ngoài tiệm net. Cái gì? Để em canh kết quả. Dạ. Em cứ kéo lên kéo xuống như là mình mong có cái tên Hạnh Đình Thái Ngân. Xong nhưng bấm reset lại. Ra Thái Trinh Thái gì đâu không? Không có thấy nào. Dạ đúng rồi. Thi là rớt, thi là rớt hả Ngân? Ra dạ. Nghĩ là chắc thi mấy cái đó lớn quá, bắt đầu thi của trường. Thi của trường thì cái giải mà đầu tiên trong cuộc đời đạt được là cái giải rất là liên quan tới âm nhạc, đó chính là giải phong cách. Phong cách gì kỳ vậy? Ủa thời trang nó phong cách chứ tự nhiên cái âm nhạc em thi hát mà cho giải phong cách vậy mới ghê. Ngoài cái những cuộc thi ở trường thì bé Ngân có cái cuộc thi nào mà ấn tượng nữa không cơ? Thì cũng nhiều lắm mà nhiều khi cũng đâu có kể đâu phải không? Có nghĩa là có cuộc thi nào đã từng có mặt ở trên cái cuộc đời này ở Việt Nam là em thi hết. Là nó thi là chuyên về hát có đúng không? Ở trên cái cuộc đời Việt Nam này là em thi hết. Rất không hết. Có một cái gì mà em không thi. Nhưng hết. Mà đến khi nào thì đậu? Ấn tượng. Dạ, tới cái cuộc thi cuối cùng mà lúc đó là em có đi nhà thờ em cầu nguyện. Em nói là nếu mà năm nay rớt hết sẽ không có đi hát nữa luôn. Là lúc đó tại vì đã cao đẳng năm 3 rồi mà cứ đi hát cà phê mà được có 50, 100, 150 thì làm sao mà sống? Thì lúc đó là nghĩ là nếu mà rớt hết là đi kinh doanh luôn. Đúng. Không có đi hát nữa. Thì năm đó là có The Voice, Idol, có Ngôi Sao Việt, có Học Viện Âm Nhạc. Tham gia hết. Nói chung là tham gia hết từ đầu tới cuối rớt. Bập. Vẫn rớt. Dạ. Xui, xui. Rớt đến nỗi mà em có một cái group luôn. Group rớt. Có một dạ group rớt. Có nghĩa là cuộc thi nào lên cũng gặp nó hay man lại mày nữa hả? Mà rồi có cuộc thi nào ấn tượng không, lẽ rất hoài. Cuối cùng thì cuộc thi cuối cùng đó chính là X Factor. X Factor đi mẹ kể đi, X Factor sao cô? Năm mấy cô nhớ không? 2014. Tại vì nó là dấu ấn rồi nên không có quên. Dạ sao cô? Nhưng mà thật ra ảnh đi thi ảnh đâu có nói cho mình nghe đâu. Nhưng mà cuối cùng thì ảnh cái giờ cái vòng đầu tiên là ảnh lọt vô trong. Tới cái vòng mà thứ hai á thì hôm đó tự nhiên cái ảnh mới nói. Ảnh nói má ơi bữa nay má có đi coi con thi không? Tôi nói ủa con thi gì nữa vậy? Gì nữa vậy? Nhưng mà nó gửi xe được rồi. Đó xe rồi. Mà lần này là vô vòng 2 rồi. Vô vòng 2 đúng rồi. Cho nên là mới rủ mình á. Chứ còn nếu mà đầu tiên đâu có nói đâu. Cái xong cô nói ý bữa nay cô mắc đi Bà Rịa có công việc rồi cô mà má không có coi được. Cái nói trời tiếc quá. Tiếc quá. Cái xong rồi thôi cái ảnh tự đi với bạn bè. Thì tới cái vòng 2 xong rồi bắt đầu là ảnh mới nói má mở tivi lên coi đi. Là như phát bao nhiêu tuần là phát lại cái đó. Rồi mình coi xong là bắt đầu từ đó là tiếp tục vòng 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp. Rồi vòng 3, vòng 4 là Ngân có đi Thái Lan có đi coi với nó. Đó là coi như là có mặt đủ hết, không thiếu một cái. Cảm xúc sao cô? Cái niềm hân hoan trên gương mặt của mình đó là con mừng ít mà mẹ thì mừng nhiều. Là lúc đó em về đội của đội trưởng nào? Dạ, của chị Hồ Quỳnh Hương. Hồ Quỳnh Hương hả? Phải lúc cô có lo cho Ngân nhiều không cô? Lo lắm, chứ trước nhất là mình phải lo về miếng ăn. Dạ. Thế là mình mỗi ngày thì mình cũng phải hay nấu ăn, rồi động viên ăn đi để có sức. Sức khỏe để hát. Tập vợt để rồi còn diễn. Đúng rồi, lúc đó đến cuối là nó đoạt giải cao không? Giải gì? Năm đó giải gì? Thường là vô tới vòng trực tiếp. Vòng trực tiếp thì nó có 9 live show. Thì em vô tới 7 live show em rớt. Nhưng mà 2 live show sau vẫn có mặt em. Tại vì em hát khách mời.
À, là coi như là em hát từ đầu tới cuối luôn. Thôi cũng đã được không vô thì thôi. Đúng. Đã vô là hát tới cuối cùng. Hay quá em. Rồi bắt đầu lúc đó là đi kiếm tiền luôn đó. Kiếm tiền được chưa? Nổi tiếng rồi đó. Có người mời. Hát đâu em? Dạ lúc đó là cũng hát trường học, rồi hát những cái tiệc đồ này nọ. Nhưng mà xong rồi cuối cùng là em lại quyết định là mình sẽ liên hệ với chị Hồ Quỳnh Hương để nhờ chị giúp đỡ. Nhờ chị giúp. Chị có hoang mang không? Dạ có, chị lúc đầu chị đâu có chịu đâu. À, chị hoang mang đúng không? Em lì lắm. Lì hả? Em vẫn lì. Nhắn tin. Dạ, em qua tới nhà luôn. Rồi, đó hoang mang thiệt á, dạ. Chị hoang mang thiệt á. Em qua tới nhà. Rồi sao, qua gặp dạ. Chị mở cửa không? Dạ, dạ có chứ anh. Em chị không mở, cái em kêu má chị mở. Em chị không mở, cái em kêu má chị mở. Rồi, mày thấy dễ sợ chưa? Má hồn. Rồi sao, thời gian sao chị có giúp không? Dạ có, thì có nghĩa là chị cảm động thì chị đã... Rớt nước mắt. Đồng ý. Dạ không rớt nữa. À, đồng ý giúp chị em. Cảm động, dạ. Nhờ vậy mà cái khoảng thời gian em học với chị Hương thì em biết đàn piano. À. Em biết sáng tác. Em vậy làm sao em có duyên với phim Mắt Biết vậy? Dạ, thì đó là cái việc mà cũng làm kênh YouTube. Thì nghe nói người ta là kiếm tiền YouTube dễ lắm, ngon lành lắm, dễ lắm. Nhưng mà làm không ai sụp ra. Không ai làm hết. Không ai đăng ký. Mấy năm trời cứ có mấy ngàn sub. Bóp cái clip nào cũng có mấy trăm view. Chán chịu mệt mỏi. Chán luôn, em muốn bóp cái tới cái bắt đầu mới đàn. Lúc đó là đàn có bài Chàng Trai Viết Lên Cây. Lúc đó là mới ra trailer, là chiều em đàn, em post YouTube liền. Mới post được có mấy ngày thôi mà nó lên 200 mấy ngàn. Thế là được nha, cái kiểu này được. Cái bắt đầu của mình cũng không, con cũng không có nghĩ là sẽ có cái gì đó với cái việc này. Xong bẵng thời gian cái là có bên ekip của anh Victor Vũ điện gọi nó là dạ. Cái cuộc điện thoại là ai điện cho em? Dạ trợ lý của anh. Vui không? Bất ngờ không? Dạ bất ngờ lúc có đó. Có nghĩ sâu xa gì không hay là chỉ bình thường thôi? Dạ không, lúc đó là lúc đầu là em nghĩ vậy là mail của... Dạ tại vì lúc mà casting là em có gửi mail cho bên casting để casting phim Mắt Biết luôn. Nhưng mà giờ mới bắt đầu gọi, lúc đó em suy nghĩ là vậy là mình được đóng phim. Nhưng mà cái cuối cùng nghĩ lại, ủa đâu có. Trailer người ta ra rồi người ta quay hết trơn sau đó. Đóng cái gì? Dạ, hát nhạc phim. Hát nhạc phim luôn. Nghĩ trong đầu là hát nhạc phim thôi. Thời tới, hát nhạc phim. Tới cái xong anh Victor Vũ nói, anh muốn mời em lỏng tiếng. Anh muốn mời em lỏng tiếng. Cái gì kỳ vậy? Mà lòng tiếng thì dân có nghề mới lòng được nha em nha. Ôi nha, anh nhà anh học lòng tiếng mấy năm trời luôn đó mới được đóng. Còn tội tai ngang mà vô lòng tiếng rất là khó luôn á. Xong rồi cái em ấy, anh với tôi Vũ anh nói gì vậy? Anh có lộn không? Anh ghẹo em đúng không? Anh kêu em hát nhạc phim thôi đúng không? Không, nhạc thì anh biết là em hát được rồi. Nhưng mà tại vì cái vai Ngạn này là cần một giọng nam. Giọng nam mà nó chất á, chân chất á. Dạ, chân chất mà lại là phải là người hát được. Đúng hát rồi. Tình cảm, hát được cái gì đó nó mộc mạc của anh Ngạn. Thì anh thấy em hợp lý. Anh muốn thử, mời em thử. Cái em nói là... Thời tới. Em cũng không... Dạ không anh, chưa, lúc chưa nghĩ thời tới. Sợ lắm. Anh sợ lắm. Không biết mình có làm được hay không nữa. Thì cứ ok rồi cứ vô làm. Xong rồi tới cái ngày mà premiere. Mà em đi coi, em coi hết từ đầu tới cuối mà em nghe giọng em. Xong thấy trả chữ có tên em mới tin là anh chọn mình thiệt. Sự thật, mới tin lúc đó là sự thật. Mà lúc đó Ngân có về kể cô nghe cái chuyện Mắt Biết nói chưa? Nói chung là cũng không có nói cái người này giống, là không có chịu nói. Nhưng mà cái bữa mà đi họp báo á, họp báo phim á, thì có kêu đi coi. Nhưng mà mình mới nói, ủa phim Mắt Biết con có đóng không? Nó thì má cứ coi đi. Nhưng mà con dặn má nha, má vô má coi á, má cứ làm thinh, má đừng có nói gì nha. Mình cứ nghĩ trong bụng, ủa vụ gì vậy ta đi coi phim? Cái xong rồi bắt đầu mình vô, mình cũng ngồi mình coi. Tự nhiên cái lúc mà Ngạn nói đó, cái bắt đầu là mình nghe tiếng ảnh lúc đó. Cái mình nhớ lúc ảnh dặn, cái thôi mình cũng bụng miệng lại, mình tính mình hô lên rồi. Cái hồi mà coi xong ra, cái ảnh cứ nhìn mình, ảnh mỉm chi, ảnh cười hoài. Sao má? Ảnh gì được không? Em nói Tràng ơi, con lòng tiếng hả? Vậy mà con không nói làm á. Má vô má coi, má nói ủa sao cái tiếng ai đó giống con quá vậy? Thì ra là ảnh, nhưng mà ảnh giấu, ảnh muốn bất ngờ hay sao? Là bữa họp báo xong rồi cô có coi nữa không? Hay là chỉ xong bữa đó rồi thôi? Xong rồi coi thêm hai lần nữa. Hai lần nữa coi không chán luôn. Có nghĩa là vô là không cần coi hình, chỉ nghe tiếng con mình thôi. Nói chung đó, là bịt mắt lại, bịt mắt lại chỉ nghe tiếng con mình thôi. Tôi đam mê tại con vì bà rủ đi á, mà không chịu đi mình. Nó thông bà phải đi với tôi vô tôi coi con bà nó lòng tiếng với nó hát tôi làm sao? Dạ. Anh nghe nói là khi mẹ em quay MV mẹ có tham gia đó đúng không? Có không?
Dạ có. Có MV nào vậy cô? Tết vui xung vầy. Tết vui xung vầy. Cô đóng vai gì cô? Vai mẹ luôn. Vai mẹ luôn. Trời đỡ tốn tiền thuê. Thì đó, bởi mà mình đóng cái đó đâu có trả tiền cho mình đâu. Vậy mà mệt muốn chết luôn cô. Vai em trường nắng đâu. Nổi cái lên vợt, nổi cái. Ủa bữa má nói má vui mà. Vui không cô? Nhưng mà thật ra là vui. Vui. Vui được lên hình. Mẹ em được lên hình là vui lắm. Như là hôm nay cũng vui nè. Đó. Dạ. Là bữa mình đóng MV mình rung không cô? Không, nói chung cũng quen rồi. Quen rồi, trời nay quen rồi, chuyên nghiệp rồi. Không phải là chuyên nghiệp nhưng mà mình phải ráng quen chứ không thôi bị la. Dạ, ai la ai cô? La? Trời ơi, nói đã nhờ người ta không có tiền rồi mà dám la người ta. Nói chung là cũng ngán người này lắm, người này dạ. Có cái tật ha, bây giờ mới nói tật xấu nè. Dạ sao cô? Hay la. Không, tại vì phải chỉnh chu, nghệ sĩ là phải chỉnh chu, làm gì cũng phải chỉnh chu, ra sản phẩm là phải chỉnh chu. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ rằng à đúng rồi, phải có la rồi mình mới, chứ không thôi rồi mình làm hư cái MV của nó, sản phẩm làm, nghĩa là nó đầu tư biết là bao nhiêu để mà nó có được sản phẩm tốt, thì cái đó là một cái tính rất là tốt, đó là cái sự cái trách nhiệm của mình đối với công việc của mình và cái sự đam mê của mình, nó phải làm cái gì nó cũng phải tới đỉnh mới được. Dạ cô, ở nhà ngăn tật xấu giùm cô. Tật xấu hả? Bài bộn không cô? Chung là bài nó không tự nhiên là 10 đứa là thấy hết 9 đứa rồi đó. Tôi thấy là thứ nhất là cái tủ quần áo hay là quần áo rồi. Ví dụ mình xếp ngay ngắn mà ảnh vô ảnh kiếm, ảnh kiếm cái áo lạnh hơn mình phải xếp lại. Quá trời. Là nó xáo trộn hết trơn. Dạ. Kiếm con cái áo là nó vậy. Dạ, đó giữ mua quà cho cô không? Hay là mua quà cho bạn gái hay cô? Phải có chứ. Nói là... chung là một năm á được cái là con trai tự lên tiếng chứ mình cũng không dám đòi hỏi. Dạ. Thì mình thấy thì quà cũng còn khó khăn lắm cho nên mình đâu có dám đòi gì đâu. Dạ. Nhưng mà con cái là có hứa là cứ mỗi năm con cho nó đi du lịch một chỗ. Trời ơi, ngon. Là du lịch nước ngoài hay là dù du lịch Bình Tân, lui Bình Thạnh là không được nha. Ảnh có thực hiện là năm rồi có cho Xu đi Hàn Quốc. Chúng đi Xu Tiên nằm sen chết luôn. Năm nay thì cho đi Phú Quốc. Phú Quốc luôn. Rồi được hai lần rồi. Là hai mẹ con đi hay nguyên gia đình đi cô? Hai mẹ con với lại cháu ngoại thôi. À. Tại vì đi nhiều hao. Thốn kém. Nhỏ mới ra lập nghiệp à, đi hao. Đâu có rủ ai đâu, ưu tiên cho má đi thôi. Dạ. Rồi cô có bạn gái cũng dắt về nhà được chưa cô? Vụ này hả? Sao chưa nghe gì á? Chưa nghe thì luôn. Nói chung cũng có nghe nhưng nghe mà... Nghe xương xương. Xương xương hả? À? Có biết mặt bé nó ra sao không cô? Thì bây giờ nhiều quá đâu biết nữa nè. Trời ơi, quá trời. Cưng. Bao nhiêu em rồi, bây giờ bao nhiêu em nói rồi. Vui thôi chứ thật sự thì... Trời ơi, nói xong nó nói dộn cái thôi này, nói vui thôi. Nó vui sao thôi không? Biết sao mà vui không? Sao cô? Tại vì hôm bữa mình có mấy lần mình có nói thôi bây giờ coi ai được á thì... Dạ. Tiến đến đi. Rồi xong là ảnh có nói... Mà mỗi lần nói tới cái này là xong ngộ ha. Mỗi lần đến là... Cọc tách la. Là mình bị la nữa. Sao mà la mẹ? Cứ nói là thôi mắt đừng có nói mấy cái đó. Chưa đâu. Ừ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26. Ô nó còn nhỏ. Ôi trời, 26 tuổi hả? Nó còn nhỏ không, lắm mà. Em còn non èo luôn á em. Nhưng mà biết sao mà mình hối thúc lấy vợ không? Sao vậy cô? Thì lỡ nói luôn. Dạ. Nữa. Đi lấy đi để rồi vợ chồng đi ra ở với nhau tự lo. Phiền quá. Phiền chứ ở chung với mình cứ lo hoài từ A tới Z, thậm chí mà buồn đó, chứ đâu. Thậm chí là bây giờ trời ơi cái đôi vớ mà mang mình cũng phải lo nữa. Phải giặt nữa. Khổ lắm. Bởi vậy tại sao mà mình cái mục đích mình hối thúc lấy vợ là vậy đó. Trời ơi. Để cho vợ lo. Đúng rồi. Để cho mình thảnh thơi mình cũng đi đi chơi. Đi kiếm tiền chứ. Dạ xong chương trình này chắc chắn là bé có sẽ có một nửa còn lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ nhớ tham gia chương trình nha em nha. Rất là dễ thương. Em bây giờ đó là anh thấy em rất là thương mẹ luôn á. Nhưng mà từ trước giờ có lời nào mà chưa nói với mẹ không? Nhân dịp chương trình này em muốn thổ lộ, cái bộc lộ hết cái lời nói từ đó giờ em ấp ủ trong lòng em chưa nói với mẹ của em. Thổ lộ thì cũng có khá là nhiều lần cũng có nhưng mà chắc má không nhớ, nhưng mà hồi nhỏ thôi không biết tại sao, nhưng mà chắc một người con trai mà nói lời yêu thương với gia đình nó hơi khó. Bây giờ nếu mà có một lời gì đó cô muốn nói với Ngân thì cô sẽ nói lời gì cô? Một lời đó hả? Dạ, và mong muốn Ngân như thế nào? Mong muốn có vợ thì chịu nhất rồi nè. Thôi bây giờ cái vợ thì để con tự tính, con tự tính đi ha. Nhưng mà ước mong là sự nghiệp ca hát của Ngân ngày càng phát triển, đó là cái điều mình mong ước. Cái thứ hai là cái câu này vẫn cứ nhắc hoài là nhớ giữ sức khỏe. Con nhiều cái muốn hối lắm nhưng mà bây giờ thôi mong cho con nói hiểu hả? Con hiểu gì rồi hiểu, nó không cho nói hả? Sao tự nhiên con đóng vai ác vậy? Rồi sẵn ngày hôm nay có tham gia chương trình này, hai mẹ con có món quà gì gửi tặng quý vị khán giả không nào? Dạ bây giờ sẵn sàng chưa? Dạ rồi sẵn sàng, xin mời.
Đây là món quà của hai mẹ con gửi tặng đến cô Thanh Thủy và anh Bảo Lâm, và cũng như đặc biệt là tất cả quý khán giả. Bài Sống Trọn Hôm Nay, một sáng tác của nhạc sĩ Thiều Bảo Trang và Phương Nguyên. Một mình tôi bơ ngơ, một mình tôi bước cô đơn, một mình tôi bối rối, một mình tôi bước lang thang. Hãy đến với niềm tình yêu, hãy đến với niềm tình trong ta, hãy đến với âm nhạc. Cho đôi chân vững bước, nụ cười tôi đã hân hoan, mọi người luôn bên tôi, chẳng còn đâu nữa hoang mang. Hãy cảm ơn tình yêu ấy, hãy cảm ơn niềm tình ấy, hãy cảm ơn âm nhạc. Cùng băng qua muộn phiền, cùng băng qua ngại ngùng, ta vượt qua màn đêm, vượt qua sợ hãi, vượt qua chính ta. Có những lúc cuộc đời đầy khó khăn, đừng ngại ngùng chi, đừng vội vàng bước đi. Chẳng có điều gì sẽ đến với ta dễ dàng. Có những lúc cuộc đời đầy gian nan, đừng bận tâm chi và đừng tiếc chi. Hãy sống trọn đời, sống như chỉ còn hôm nay. Hãy sống tràn đầy, sống như chỉ còn hôm nay. Còn vui quá, hãy sống tràn đầy. Quá xuất sắc. Cô nói thật lòng là biết đâu qua cái chương trình và ngày hôm nay con nổi tiếng hơn là nhờ tiếng hát của mẹ con. Xin cảm ơn cô Thái Lan cũng như là Thái Ngân đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt chương trình có một món quà dành tặng cho cô, xin mời. Thay mặt cho chương trình tặng Thái Lan một món quà từ hãng Ala hỗ trợ trong cái việc là bảo vệ sức khỏe của mình. Cảm ơn cô Thanh Thủy. Cảm ơn cô rất nhiều, cô thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Thái Ngân, chúc cho em lúc nào cũng thăng hoa trên con đường âm nhạc của mình. Thì cảm ơn tất cả quý khán giả đã xem chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.